Video này không thay ní, giờ hãy thử vi nồng nọc bóng bóng tất tốt sản phẩm nữa, đại mình ả dụ với bóng phát đại lợi bị phốp lộn, đại rộp chắp bí ả dụ mùi rời chương chân em, rồi hốt đá chương bởi mùi rời chân em. Mẹ hủ, ả hạ bê tác lúc hắn đọc cáo sẽ ca riêng cài thuở riêng cài khả năng chí môn bẩm bí đón mình nghĩ chư chùm ngữ, nắm chị ba riêng cài đời khá luôn ảnh. Mẹ hủ, bà lạc tập hòa chập bón, bà lạc đời bà tế chập bón. Chốt sọ cả răng rồi bọc khét nè. Mong bọn đầm biên bà nhà hạ sọ chứ rú, sọ khôi mình nghĩ đón làng vĩnh. Ái bà bà chốt sọ cả răng rồi bọc khét nè bàn. Tìm mùi lục tà chô kì chị, y kà rà chị. Chia chân chết chập bón, miên dụ mùi rối đập bôi chân em. Bàn cát đời chân em mùi bón bà bồn đòi bí, nâng bàn xa lắm đời chân em bì bón đập bầy. Tìm bí lục tà hà mân đô nê mân. Chia chân chết á lô mong, miên dụ mùi rối đập bì chân em. Bàn cát đời chân em mùi bón bà bồn đòi cài sợ bấy, nâng bàn xa lắm đời chân em bì bón bà rèm. Tìm bí lục Henry Allingham, cư chia chân chết ông lê. Miên dụ mùi rối đập bầy chân em. Bàn cát đời chân em mùi bón bà bồn đòi cài sợ bà mùi, nâng bàn xa lắm đời chân em bì bón bà bồn. Tìm bốn, lục tà Emiliano Mercado de Toro, chia chân chết Puerto Rico. Miên dụ mùi rối đập rèm chân em. Cát đời chân em mùi bón bà bồn đòi cài sợ bì, nâng bàn xa lắm đời chân em bì bón bà bì. Tìm bàm lục tà Jeremon Kimura, cư chia chân chết chân bồn. Miên dụ mùi rối đập rèm bồn chân em. Cát đời chân em mùi bón bà bồn đòi cài sợ bà bì, nâng bàn xa lắm đời chân em bì bón đập bầy. Bàm mùi, lục tà Nabi Tachima, chia chân chết chập bón, miên ả dụ mùi rối đắp rạp bầy chân em. Cát đời chân em mùi bón rạp bồn rối, nọc bàn xa lắm đời chân em bì bón đắp rạp bầy. Pram pì, lục dây Sarah Kenworth, chân chân chết Americ, miên ả dụ mùi rối đắp rạp bồn chân em. Bàn cát đời chân em mùi bón rạp bầy rối bát sắp, nọc bàn xa lắm đời chân em mùi bón rạp bồn rối căng sắp rạp bồn. Chị bàn tó cư lục dây Jenny Kalamant, cư chia chân chết bà ráng, miên ả dụ mùi rối mà phê pì chân em. Cát đời chân em mùi bón bạp bây rơi chất sắp rèm, nâng bàn xa lắm đời chân em mùi bón bạp bồn đói cao sắp rèm bì. Bạp bốn, lục dây Sahan Dosova, chân chết Kazakhstan, miên ở dụ mùi rối xam sắp chân em. Cát đời chân em mùi bón bạp bây rơi chất sắp rèm bốn, nâng bàn xa lắm đời chân em bì bón bạp bốn. Đọc, lục dây Maria Olivia da Silva, chân chết Brazil, miên ở dụ mùi rối xam sắp chân em. Cát đời chân em mùi bón bạp bây rơi bán sắp đời chân em bì bón đọc. Đập mùi, lục dây Shahat Rashidova, chân chết Azerbaijan, miên dụ mùi rối xám sắp bì chân em. Cát đời chân em mùi bón bạp bờ rơi chất sắp rèm, nông bàn xa lạm đời chân em bì bón bạp bì. Đập bì, lục dây Antiza Kevichova, chân chết cho chía, miên dụ mùi rối xám sắp bì chân em. Cát đời chân em mùi bón bạp bờ rơi bán sắp đời chân em bì bón đập bì. Đập bấy, lục tà Jose Coloho de Zosa, chân chết Brazil, miên dụ mùi rối xám sắp bầy chân em. Cát đời chân em mùi bón bạp bờ rơi bán sắp bốn đời chân em bì bón đập bạp bì. Đập bốn, lục dây Toti Josephora, chân chết Obikistan, miên ả dụ mùi rối xám sắp rèm chân em. Cát đời chân em mùi bón bạp bờ rơi bán sắp, nâng bán sắp đời chân em bì bón đập bạp. Đập bạp, lục dây Moloko Temo, chân chết African thứ bốn, miên ả dụ mùi rối xám sắp rèm chân em. Bán cát đời chân em mùi bón bạp bờ rơi chất sắp bốn, nâng bán sắp đời chân em bì bón bạp bốn. Đập bạp mùi, lục dây Alimehan Shayjaiti, chân chết chân, miên ả dụ mùi rối xám sắp rèm chân em. Cát đời chân em mùi bón bạp bày rối bạp sắp rèm mùi, đòi chân em bì bón bạp hình mùi. Đập bạp bì, lục dây Margaret Patton, chân chết ông lê, miên ả dụ mùi rối xám sắp rèm chân em. Bàn cát đời chân em mùi bón bạp bày rối bì, nước bàn sắp lạp đời chân em mùi bón bạp bì rối xám sắp rèm bùn. Đập bạp bấy, lục dây Halime Hatton, chân chết Tuki, miên ả dụ mùi rối xám sắp rèm bày chân em. Bàn cát đời chân em mùi bón bạp bày rối chất sắp bùn, đòi chân em bì bón đập bì. Đập bạp bốn, lục tà Habib Mijan, chân chết Ấn Địa, miên ả dụ mùi rối xám sắp rèm bùn chân em. Cát đời chân em mùi bón bạp bày rối hốc sắp rèm bùn, nước bàn sắp lạp đời chân em bì bón bạp bì. Tìm mập hầy, lục dây Kefas Lajuria, chân chết Azerbaijan, miên ả dụ mùi rối xám sắp chân em. Cát đời chân em mùi bón bạp bày rối xám sắp rèm, nâng bàn xa lắm đời chân em mùi bón bạp bồn đòi chất sắp rèm. Mập hầy mùi, lúc ta Ferozat Dinmia, chân chết Pakistan, miên ả dụ mùi rối xa sắp bì chân em. Cát đời chân em mùi bón bạp bày rơi chất sắp bì, nâng bàn xa lắm đời chân em bì bón đập bồn. Mập hầy bì, lúc ta Majid Akajiv, chân chết Azerbaijan, miên ả dụ mùi rối xa sắp bì chân em. Cát đời chân em mùi bón bạp bày rối xa sắp rèm, nâng bàn xa lắm đời chân em mùi bón bạp bồn đòi chất sắp rèm bầy.
23 លោកតាអូម៉ាអាបាសជនជាតិម៉ាឡេស៊ីមានអាយុ144ឆ្នាំកើតនៅឆ្នាំ1857ដល់ឆ្នាំ2001 24លោកតាអាលីអាល់អាឡាគមីជនជាតិអារ៉ាប់មានអាយុ149ឆ្នាំកើតនៅឆ្នាំ1872និងបានស្លាប់នៅឆ្នាំ2018 25លោកអូសំសានជនជាតិកម្ពុជាមានអាយុ146ឆ្នាំកើតនៅឆ្នាំ1874និងបានសុគតនៅឆ្នាំ2020 26លោកតាសាផាម៉ាន់សូឌីមេជូជនជាតិឥណ្ឌូនេស៊ីមានអាយុ147ឆ្នាំកើតនៅឆ្នាំ1970និងបានស្លាប់នៅឆ្នាំ2017 27លោកតាកាប្រីអែលយូមេសអេណេមូជនជាតិនីហ្សេរីយ៉ាមានអាយុ151ឆ្នាំកើតនៅឆ្នាំ1864និងបានស្លាប់នៅឆ្នាំ2015 28លោកមូហាម៉ាត់អ៊ីវ៉ាហ្សូហ្វជនជាតិអាហ្សាក់បៃសង់មានអាយុ152ឆ្នាំកើតនៅឆ្នាំ1808និងបានស្លាប់នៅឆ្នាំ1960 29លោកតាថូម៉ាស់ផែរជនជាតិអង់គ្លេសមានអាយុ152ឆ្នាំកើតនៅឆ្នាំ1483និងបានស្លាប់នៅឆ្នាំ1635 30លោកតាមូហាម៉ាត់ប៊ីនម៉ូហ្សូតជនជាតិអូម៉ង់មានអាយុ153ឆ្នាំកើតនៅឆ្នាំ1861និងបានស្លាប់នៅឆ្នាំ2014 31លោកតាមូហាម៉ាត់ប៊ីនហ្សារីសជនជាតិអារ៉ាប់មានអាយុ154ឆ្នាំកើតនៅឆ្នាំ1859ដល់ឆ្នាំ2013 32លោកតាដាហ្កាបួអេបាជនជាតិអេត្យូពីមានអាយុ162ឆ្នាំកើតនៅឆ្នាំ1853ដល់ឆ្នាំ2015 33លោកតាឈេស្ទីនម៉ាក់ឆាន់ជនជាតិអង់គ្លេសអាយុ165ឆ្នាំកើតនៅឆ្នាំ1511រហូតដល់ឆ្នាំ1676 34លោកតាស៊ីរ៉ាលីប៊ូស្លីម៉ូវជនជាតិអាហ្សាបៃសង់មានអាយុ168ឆ្នាំកើតនៅឆ្នាំ1805រហូតដល់ឆ្នាំ1973 35លោកជាវីអាប៉ារេរ៉ាជនជាតិកូឡុំប៊ីមានអាយុ168ឆ្នាំកើតនៅឆ្នាំ1970និងបានស្លាប់នៅឆ្នាំ1958 36លោកតាជេមអូឡូហ្វីតូជីជនជាតិនីហ្សេរីយ៉ាមានអាយុ170ឆ្នាំកើតនៅឆ្នាំ1844រហូតដល់ឆ្នាំ2014 37លោកតាម៉ាហាស្តាបូរ៉ាស៊ីហូសជនជាតិឥណ្ឌាមានអាយុ184ឆ្នាំកើតនៅឆ្នាំ1835ដល់ឆ្នាំ2019 38លោកតាតាប៉ាស្វីជីមហាចរាចជនជាតិឥណ្ឌាមានអាយុ185ឆ្នាំកើតនៅឆ្នាំ1770រហូតដល់ឆ្នាំ1955 39លោកជេម៉ារីអេលីសាម៉ាហានេជនជាតិអាមេរិកមានអាយុ192ឆ្នាំកើតនៅឆ្នាំ1808ដល់ឆ្នាំ2000 40លោកជេម៉ាម៉ាអ៊ីស៊ីហ្វីហូជនជាតិនីហ្សេរីយ៉ាមានអាយុ194ឆ្នាំកើតនៅឆ្នាំ1824ដល់ឆ្នាំ2018 41លោកតាដេវ៉ារ៉ាហាបាប៉ាជនជាតិឥណ្ឌាមានអាយុ250ឆ្នាំកើតនៅឆ្នាំ1740និងបានស្លាប់នៅឆ្នាំ1990 42លោកតាលីឈីងជីនជនជាតិចិនមានអាយុ256ឆ្នាំកើតនៅឆ្នាំ1667និងបានស្លាប់នៅឆ្នាំ1933 43លោកអ៊ូសួងជនជាតិកម្ពុជាមានអាយុ444ឆ្នាំបានកើតនៅឆ្នាំ1551និងបានសុគតនៅឆ្នាំ1995 44លោកតាខូលេស្តែនវ៉ាក្លីនជនជាតិអាមេរិកមានអាយុ615ឆ្នាំកើតនៅឆ្នាំ1261រហូតដល់ឆ្នាំ1876 45លោកតាអាប់ឌូឡាស៊ីសប៊ីនម៉ូតាប៊ីសអាល់រ៉ាស៊ីតជនជាតិអេជីបមានអាយុ673ឆ្នាំកើតនៅឆ្នាំ1186និងបានស្លាប់នៅឆ្នាំ1859 46លោកតាអ៊ីកណាស៊ីឡាវស្គីជនជាតិប៉ូឡូញមានអាយុ682ឆ្នាំកើតនៅឆ្នាំ1231និងបានស្លាប់នៅឆ្នាំ1913ទាំងនេះគឺជាមនុស្សដែលមានអាយុវែងបំផុតនៅលើពិភពលោកដែលយើងសង្កេតឃើញថាមានជនជាតិកម្ពុជា2រូបដែលមានអាយុ
Vẫn trên kê phòng đài, cứ lục ở xăm sán, để mình ở dụ mười rối xa sắp rằm mùi prea vỡ xa. Nâng lục ở xuống, để mình ở dụ ra hốt đá tới bốn rối xa sắp bốn prea vỡ xa. Ở con nơi khăn ca tôi sẽ là video mùi ní, bà xin chờ được khơi thầm mình bà giáo, xong công phê chạy rầm lách bánh tàu phòng.